Cây này cây trung nuôi nha các bạn. Cây này làm lâu lắm rồi mấy bạn ơi. Cây này mình quay xa nên quay hơi xa nha mấy bạn. Các bạn so sánh với cái chai nước nè. Chai nào mà quên á. Thấy nó tí tè dưới không? 1 2 Cây này gần 3 gan không? Cây này khoảng 60 các bạn, 50 mấy á. Gần 60. Khoảng 59, 58, 59 gì đó. Còn cái bộ tàn này nó cũng dài lắm. Cái bộ tàn là 60 mấy các bạn. Bộ tàn khoảng 65. Còn chu vi cái gốc đây. Cái cụm như này. Cụm như này khoảng 50 nữa các bạn, còn cái thân ở trên khoảng 20 mấy thôi. Cái cụm gốc ở dưới đó, nó nguyên cái đế 50 á. Cái trung nuôi các bạn, trung nuôi hồi xưa á. Cái vàng xương các bạn thấy khiếp luôn á. Cây này phải đóng một cái thùng xốp nha, cây này nó nguyên cái vàng trà nó dữ lắm mấy bạn ơi. Đóng cái thùng xốp, cây này làm thời gian, cây này cây nuôi nữa bạn, nuôi người ta nuôi thời gian lâu lắm mấy bạn ơi. Quay lại gần cho bạn coi. Bạn thấy cái bệ này chân chim nè bạn thấy không? Cây trung nuôi mà cắt được cái chân chim vậy là thấy lâu đời dữ lắm á, chứ không phải đơn giản một ngày một bữa đâu bạn ơi. Cây này là thời gian là làm là lâu lắm á nha. Cắt được chân chim vậy là lâu lắm. Cây này làm theo lối của miền Bắc. Anh em miền Bắc là chuyên gia phân, thích phân cây theo kiểu tai bệ vậy nè bạn. Phân chi theo kiểu tai bệ vậy. Còn miền Nam thì làm nó hơi khác chút, cũng có người làm nhưng mà thì hồi xưa ở đây cây này cũng có miền Nam nhưng mà làm theo kiểu lối hồi xưa thường người ta cũng phân chi theo kiểu miền Bắc các bạn. Thường thấy mấy cây xanh của anh em miền Bắc là người ta phân chi cây gì vậy, đa phần là người ta phân chi. Còn miền Nam thì sau này uống cái lối mới là theo kiểu theo giống như xu hướng của nước ngoài, tàn thiên nhiên, cây nó trùm qua luôn, nó trùm qua, nó không có phân chi rõ ràng. Thì nói chung là tùy sở thích thôi nha, có người thì thích phân chi, có người thì không có thích phân chi. Cái vàng xương thì mình thấy là đạt rồi đó, nhưng mà có cái bệ chỗ này là chưa đạt này. Cái bệ chỗ này nó còn leo que nữa bạn. Cái bệ chỗ này các bạn cũng về phải nuôi thêm nha, cái bệ ở dưới. Tại lý do mà những cái bệ gần ở trên đó thì nó đương nhiên là nó nuôi trước thì nó phải dày hơn rồi. Còn cái bệ kia nuôi sau, mấy cái bệ dưới là nuôi sau các bạn. Thì nó không phải cái ngọn mà cắt ngay chỗ này liền qua luôn rồi các bạn, không còn vết sẹo. Nó có vết sẹo mấy cái vết sam ngay chỗ rễ này nha các bạn. Nó có vết sam ngay chỗ gần ngay chỗ cái gốc nè. Đó. Cái mình lấy máy lũa mình đánh lại cho nó mới, vết sam thôi. Sam khác với mục mà nha các bạn, sam là nó không có còn mục nữa, nó sam lại cứ ngắt à. Mấy cái đầu rễ là nó cuốn ráo rồi các bạn. Cái này nuôi lâu lắm rồi. Cái này mấy bạn giờ chịu khó thả rong một số cành ngay chỗ này nữa nè. Các bạn nuôi cho mặt cắt nó liền qua. Nó liền qua cái vết sam luôn hả, cây này nó tương đối đẹp á. Đế thì nói chung không có đạt như những gì khác nhưng mà cái bộ tàn quá trời các bạn ơi. Trung nuôi mà làm cái vàng xương vậy là cực lắm, lâu lắm rồi. À, cứ ngắt phân chi dữ lắm mà lâu lắm rồi. Cái bệ vô này bạn thấy không, khiếp không, nó lên chân chim vậy là lâu lắm nha bạn. Thời gian thôi mới làm được chứ thôi chứ một ngày bữa làm nói đâu bạn ơi. Trung nu nha, cái form đó là cái này, tại nó bự nó hơi cao nên mình quay hơi xa. Nó về xa để quay cái phòng các bạn coi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái mặt này là mặt lưng nha các bạn. Mặt lưng giờ nhìn thấy cái bóng đó, nhìn thấy cũng đẹp lắm. So với cái chai number one nè. Cái góc vậy là cũng to lắm nha các bạn. Cái cụm góc là nó 50, tại nó cấn. Nó phù ra nó cấn. Nó phù góc ra nó cấn nha các bạn. Nó cấn mấy cái rễ nè. Cái này làm cũng lâu, tương đối lâu. À, mấy cái cốt ở trên nó bị chán các bạn, mà nó liền qua mặt ngọn rồi. Cốt 20 luôn nè. Cốt cái này gần 20 nè. 19 nè. 8, 19. Cốt ngọn thôi mà nó không có mặt cắt, nó liền qua mặt luôn rồi. Trung nu mà nuôi vậy lâu lắm mấy bạn ơi. Thời gian các bạn làm mới nổi thôi chứ thiệt. Nó lên cái vàng chân chim cứng ngắt luôn các bạn ơi. Cái này gửi thùng xốp nha các bạn, gửi thùng xốp mà cái thùng xốp cũng hơi to à.
Cây này mình phải gửi thùng xốp cao, cây này nó bự, nó có cái bộ tàn dài. Anh em nào mua mình thấy cái cốt bài nó ra mà nó bự chảng luôn. Cây này nói chung là cân đối rồi đó, chỉ có vết xăm như cái này nó khi nhìn nó không được đã mắt thôi. Mà về các bạn đục luôn cái rễ này bỏ luôn cũng được, cái rễ nó hơi dắt dắt, mình thấy nó ấy hơi dắt dắt, mà về đục luôn cái rễ nó bỏ cũng được các bạn. Hoặc là mình làm lại cái đế thì sao đó, nó có một số cái rễ mà thấy nó nơm nơm chỗi chỗi vậy, mà không thích thì bạn đục bỏ cũng được. Nói chung tùy thôi, tùy cách chơi thôi các bạn ơi. Cái này được cái bộ tàn, nói chung cái đường thân thì cây thì cũng bình thường rồi. Được cái bộ tàn nuôi lâu năm, bộ tàn này nuôi khá là lâu rồi, nên chân chim khá là dày rồi các bạn ơi. Lên chân chim khá là dày rồi nha. Nói chung hôm nay mình bán có mấy cây các bạn ơi. Dạo này gần đây mình cũng không có còn đi lấy cây xa nữa, với lại không có đi lấy nhiều chỗ nữa, đi không nổi các bạn ơi, nắng quá. Với lại một phần là anh em cũng hạn chế lấy cây nữa rồi, mình chờ mùa mưa xuống người ta mới làm cây nhiều, mưa xuống làm cây nhiều. Với lại kinh tế như vậy cũng khó khăn, người ta cũng hạn chế mua cây lại, hạn chế tiêu xài lại các bạn ơi. Nên mình cũng vậy, mình cũng phải hạn chế và bán cây một số chứ không có bán xa lá nhiều trước nữa. Bán một số cây mình thích thôi. Trung nu nha bạn. Anh em nào mua được ủng hộ, nay mình qua. Nay mình bán có 3 clip và 3 cây thôi à. Nay mình bán có 3 cây à. Nên nhiều khi mình quay hơi lâu con, chứ thường là mình quay chê ít lắm. Trung nu nha bạn.